ta gặp những từ có thể chúng ta chưa phát âm đúng. Definitions, definition, definition. Authors, authors, authors. And practitioners, practitioners, practitioner. And well known, well known, well known. Okay, let's go on. Rồi, chúng ta nghe và đọc theo. Nghe và đọc theo. Những từ nào mình đã bỏ lỡ ban nãy để mình nghe lại. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. There are some words that I want you to practice. Ngoài những từ em viết lại. Cái này là bữa đi tìm của chị đâu hết luôn. Mấy đứa dục của chị đâu. Ngoài những từ em viết lại đây, chỗ này chúng ta đặt vào câu, chúng ta đọc cho nó giống với người nói. Đúng không? Some other words, like you say, assembly. Assembly. Stated, stated, social science, counseling, counseling, and analyzing, analyzing. Okay, what else? Còn từ gì nữa? Serve, serve. Serve organization and public interest. Rồi, các chị nghe và chú ý những từ đó. Our sources will take our understanding forward. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. Looking. Okay, right. Listen and read along. Okay, listen and read along. The next step is to read the text. Aloud. To read the text aloud. Đọc to cái đoạn văn. À, chúng ta nãy giờ chúng ta đã bỏ qua cái khái niệm là ngữ nghĩa một chút mà nghe các anh chị. Em có viết ra. Em có giải thích một ít. Được chưa? Nhưng chúng ta không phải là bài tập dịch. Chúng ta đang tập nghe và tập đọc. Rồi chút xíu chúng ta sẽ viết từ ngữ nghĩa sau. Rồi bước tiếp theo là chúng ta đọc to. Reading the text aloud. Và chúng ta phải biết cái tập quán sử dụng ngôn ngữ của người ta. Người Anh sẽ không đọc từng từ riêng lẻ mà người ta đọc từng cụm từ. In 1978, the first World Assembly. The first World Assembly. Đọc một lèo, nguyên một cụm từ đó. Tại vì nếu chúng ta ngắt không đúng chỗ á, thì nó sẽ buồn cười như là tiếng Việt của mình vậy thôi hả? Giống như là cô gái hơ mông bên bếp lửa vậy đó, đúng không? Là cô gái hơ mông. Chứ không phải là cô gái, rồi ngừng tí xíu rồi mới là hơ mông. Tức là động từ hơ mông, chứ không phải là danh từ. Nguồn gốc của người ta là người hâm mộ. National Public Relations in Mexico states that public relations practice is the art of social science
in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned program of actions, which will serve both the organization and public's interest. Chúng ta đọc như vậy, nghe nó sẽ dễ hiểu hơn, bởi vì cụm từ của chúng ta diễn đạt một ý khá là trọn vẹn. Ví dụ, vào năm 1978, Tổ chức Thế giới về quan hệ công chúng ở thành phố Mexico phát biểu rằng hoạt động quan hệ công chúng là nghệ thuật của khoa học xã hội trong phân tích xu hướng, dự báo kết quả, cố vấn cho lãnh đạo và tiến hành một kế chương trình hành động nhằm phục vụ vừa cho lợi ích của tổ chức và lợi ích của công chúng. Như vậy á, người ta sẽ nghe ổn hơn, được chưa? Và trong chuyên ngành thì kỹ thuật này người ta cũng giới thiệu với các anh chị trong sách của mình đó ha. Do đó hồi sáng em đọc nhiều lần, các anh chị đọc theo em đọc đi đọc lại, rồi bắt anh chị đọc riêng, rồi đọc chung vân vân nha. Như từ đầu em nói thì có thể nhiều anh chị sẽ không có tương tác được, nên em đọc, và các anh chị nào mà mình tham dự mình tự đọc theo. Rồi em sẽ đọc đoạn đầu tiên nha, đọc cố gắng một cụm từ. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City states that public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing plans, programs of actions, which will serve both the organization and public interest. Rồi mời các anh chị dành ít phút để đọc lại giúp em nha. Đây là bước thứ ba. Mời các anh chị tự đọc giúp em. Ở đây có anh chị nào đọc được giúp em không ạ? Someone. Thu Ái. Em. Thu Hà. Right, Thu Hà. Mời chị Hà. In 1978. Yes. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City started that public relation practice is the art of social science. In analyzing trends, predicting
predicting their consequences. Consequences. Organizational leader and implementing planning programs of action. Week will serve both the organization and public interest. Okay, right, thank you. Some of the words here. Chủ trương quan trọng nhất nha chị. Em nhắc nhở chung luôn, có thể số anh chị sẽ tốt hơn. Nhưng em nhắc như thế này. Some, for example, you say, liked, walked on, stopped. Chúng ta không có đọc stop it, đúng không? Right? Và tương tự vậy, chúng ta có từ plan and planned, thêm quá khứ ed, mình không có thêm âm tiết. Planned chỉ trừ trường hợp nào mà mình phát âm tận cùng bằng t. Hate it. Started. Suggested. On. Tận cùng bằng đờ. Phát âm tận cùng bằng đờ. Need. And. Needed. Okay? Decided. Demanded. Thì lúc này mới thêm da và id. Did. Hoặc là did. Okay? Yes. Đây là cái bên cơ bản em nhắc chung hết các anh chị, nhưng mà chị Hà đọc cũng ổn đó, chứ không đánh đổi. Và thêm một điều nữa nha, tiếng Anh của người Anh, tiếng Anh của người Mỹ. Program. Đây là tiếng Anh của người Anh. Người ta viết có ME, chúng ta đọc là program. Cũng vậy thôi à. Program đọc hoàn toàn giống nhau. Program. It's okay? Yes. Có một số chỗ em nhắc nữa là cái dấu nhấn nha. Ví dụ như là analyzing. Counsel. Implement. Được chưa? Rồi, ok. Luyện tập nhiều hơn để nó lưu loát hơn nha chị Hà. Rồi, em mời chị Ái à. Hello, Miss Thu Ái. No. Mời anh Công Khánh. Hello, Mr. Khánh. Mời thêm một anh nữa à. Phạm Thanh Tuấn. Anh Tuấn có tương tác được không anh Tuấn? Rồi em đọc, các anh chị đọc lại giúp em nha. Anh chị nào đọc tốt thì chúc mừng, và anh chị nào chưa tốt thì sửa lại. Nào. In 1978, the First World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that
public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing plans, programs of action, which will serve both the organization and public interest. Okay? Rồi. Mình đã luyện nhiều lần rồi. Và để cho xem lại một lần nữa coi mình có đọc được như bao nhiêu phần trăm so với người bản xứ. Take our understanding forward. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. Được chưa? Thì chúng ta đã đọc được. Lúc này nếu em tắt cái màn hình đi thì có rất chúng ta sẽ nghe được, viết được những từ nãy giờ mình đã nghe. Được chưa? Rồi. Điều này giúp chúng ta cải thiện ngữ âm rất nhiều các anh chị. Ok. Rồi, bước tiếp theo. The next steps. First, listen and write. Listen and read the text. Read the text along. Read the text aloud and speaking from notes. Speaking from notes. Make complete sentences from your notes using different structures. Make complete sentences from your notes using different structures. Okay? Look at your notes. First one. What is? Bởi vì chúng ta đã thiếu động từ be. Is. What is public relation? What is PR? Đã thành câu rồi. Rồi, câu này thiếu gì? Thiếu động từ. Có thể sử dụng cấu trúc. There are many definitions. Okay? Có nhiều định nghĩa. Những định nghĩa này do những tác giả hay là những người hành nghề. Chúng ta có thể sử dụng because. There are many authors and practitioners. Thành câu chưa ạ? Thành câu rồi. Giờ mình đọc lại. What is PR? There are many definitions because there are many authors and practitioners. Okay? Rồi. Chuyển câu, xin lỗi, cụm sang câu. Definitions from three well-known sources. Chúng ta có định nghĩa từ ba nguồn đáng tin cậy. Có thể viết we have definitions from three well-known sources. Chúng ta chọn we have. We have definition from three well-known sources. Được chưa? Cho tới giờ phút này. What is PR? There are many definitions because there are many authors and practitioners. We have definitions from three well-known sources. Wow, right.
Trước năm chúng ta sử dụng giấy tờ in. In 1978. Trước những từ chỉ số thứ tự mình sử dụng the. The first World Assemblies of National. Trước từ chỉ nơi chốn mình dùng giấy tờ in. In Mexico City. Stated. Sau phát biểu mà cộng một vế một mệnh đề đó mình sử dụng gì? That's right. That's. Sao that's là một cụm chủ vị đúng không? Rồi này đã cụm chủ vị chưa? Chưa. Thiếu gì? Thiếu động từ. Động từ be. Is. Practitioner is. An art. Trước danh từ mà đếm được á, mình sử dụng an a. Nếu là số ít, đúng không? Hai danh từ đứng liền kề với nhau có thể sử dụng giấy tờ of, right? In 1978, the first World Assemblies of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is an art of social science. Right. Và khoa học này là về hay là khoa học để mà chúng ta có thể sử dụng là to. A social science to analyze trend, to predict consequences, to counsel organizational leaders, and mình liệt kê á, cái cuối cùng mình có and. Implement plan program of action. Plan program of action. Program of action. Chương trình hành động. Chữ plan là có kế hoạch, có dự tính. Những việc này được thay thế bằng đại từ quan hệ là which. Serve, phục vụ. Phục vụ lợi ích của tổ chức và lợi ích của công chúng. Chúng ta dùng từ both organization and public interest. And public interest. Rồi, chúng ta thêm vào thành câu. Ok? Rồi. Viết thành đoạn. Rồi, đây là đoạn của chúng ta. Nó có thể không giống như trong bài. Và chúng ta viết lại thì chắc chắn không giống rồi. Đúng không ạ? Nếu mà viết giống thì chúng ta sẽ viết chính tả. Đúng không? Rồi. Thành một đoạn như thế này. What is PR? There are many definitions because there are many authors and practitioners. We have definitions from three well-known sources. In 1978, the first World Assemblies of National Public Relations in Mexico City stated that PR practice is an art of social science to analyze trend, to predict the consequences, to counsel organizational leaders, and to implement planned program actions which serve both organization and public interest. Được chưa?
Quan hệ công chúng là gì? Có nhiều định nghĩa về quan hệ công chúng bởi vì có nhiều tác giả và nhiều người hành nghề. Chúng ta xem xét ba định nghĩa từ ba nguồn đáng tin cậy. Năm 1978, ở thành phố Mexico City, Tổ chức Quan hệ Công chúng phát biểu rằng hoạt động quan hệ công chúng là một nghệ thuật của khoa học xã hội trong việc phân tích xu hướng, dự báo kết quả, tư vấn cho lãnh đạo, thực hiện kế hoạch hành động để phục vụ vừa lợi ích của công chúng, vừa lợi ích của tổ chức. Được chưa? Right. Được chưa? What is PR? Các chị đọc lại câu này. Mình nghe của người ta, mình ghi lại, xào nấu chế biến thành của mình phát ra là cái của mình. Được chưa các anh chị? Nó khác so với cái gốc nha. Rồi mời các anh chị tự đọc giúp em một chút xíu. Read, please. PR. Đây là cái kỹ thuật mà mình áp dụng cho chuyên ngành nha các anh chị, nó khác so với các kỹ thuật. Ok. Right. Không nhất định phải nghe hết một bài rất là dài. Cho nên giờ chúng ta nghe, chúng ta đọc, ta viết, ta làm nhiều thứ. Được chưa? Right. One more. Thêm một đoạn nữa nha. Chúng ta vẫn làm mấy công việc cũ. The first one is to listen and write the words you hear. Listen and write the words you hear. It's a set that public relation practice is an art of social science. PR. Practice is an art of social science. PR. Practice is an art of social science. Why? Tiếp tục nha các anh chị. Looking carefully at this definition, it could be argued that the description art of social science is not specific enough. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills. Along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research to understand and predict human behavior. This definition also identifies four key elements of public relations, namely analyzing communication needs, advising management, planning, and implementing communication programs. Namely, speaking. PR, in the widest sense, is useful, since PR requires artistic skills. PR require. À, mình nghe chỗ này, ta đọc như vậy đó. Thì mình viết xuống là như vậy. Requires. Em viết như vậy để các anh chị hồi nữa mình xác định đặc điểm ngữ pháp, sử dụng cấu trúc ha. Rồi. Requires artistic
skills. Okay? Along with language, writing, and public speaking. Along what? Writing. Good. Before that, language. Along with language, writing, and public speaking. Right? The first one. And PR, before that you say arts, requires artistic skills, public speaking. And go on. PR also uses the scientific instruments and PR. Use social science use what? Listen again. PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including instruments and research methods of social science. Okay. And? Including monitoring, surveys, and research. Including monitoring, survey and research. Survey and research. To understand and predict human behavior. To understand and predict behavior. Yeah, before that. Human behavior. Okay. Human behavior. Right? Listen again. They said that PR practice is both an art and a science. PR is an art. PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR is a science, use instrument, research methods of social science, monitoring, survey, and research, understands and predicts human behavior. Yeah, I don't know, yeah. Social science is not specific enough. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills, along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research, to understand and predict human behavior. Okay. One more word is scientific instrument. Okay? Right. I rewrite the sentence. PR is both an art and a social science.
Trong đoạn này cô ta nói quan hệ công chúng vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học. PR is both an art and a social science. Ok? Yes. Rồi bây giờ mình viết câu này sao? Quan hệ công chúng, nghệ thuật, yêu cầu kỹ năng về mỹ thuật cùng với ngôn ngữ, viết và nói trước công chúng. Quan hệ công chúng, khoa học xã hội, sử dụng công cụ khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học của khoa học xã hội, giám sát, monitoring là quan sát các anh chị, quan sát, giám sát. Survey là khảo sát. Survey là khảo sát. Right. Và nghiên cứu. Để hiểu và dự báo hành vi của con người. Vậy em thử viết câu trước cái này nha. PR is an art. Because is chỗ này thay thế cho gì ạ? PR requires chủ từ is người ba suất thêm s artistic skills along with language, writing, and public speaking. Right? Em đọc lại. PR is an art because it requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. Rồi mình viết tương tự như vậy. Đối với ý thứ hai, PR is a social science because it's used scientific instruments and methods such as monitoring, survey, research to understand and predict human behavior. Rồi, em đọc lại câu số 2. PR is a social science because it uses scientific instruments and research methods of social science, such as monitoring, survey, and research to understand and predict human behavior. Được chưa? Rồi các anh chị lưu ý và notes lại chỗ này nha. Chỗ này đề nào em cũng hỏi chân á. Tức là quan hệ công chúng vừa là một nghệ thuật, vừa là một khoa học. Nghệ thuật bởi vì và khoa học bởi vì. Ok? Right? Các anh chị notes lại giùm em nha. Rồi. Ngày nãy để
Cho tiện thì em đã viết luôn rồi. Notes. Chúng ta qua lại. Và tập đọc nha. Trước khi tập đọc thì các anh chị đọc kỹ lại giùm em chỗ này. Em nói lại là câu hỏi rất thường cho chỗ này. PR is an art because it requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR is a social science because it uses scientific instruments and research methods of social science, such as monitoring, survey, and research to understand and predict human behaviors. It's okay? Right. Anh chị đọc lại chỗ này. Sau khi đọc xong á, mình qua lại để mình nghe cái gì. Mình nghe lại và bắt chước họ. Có những từ mình nghe chưa được. I believe asserting that PR season eyes in its widest sense is useful. Since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking, PR also uses scientific instruments. Rồi, từ này trước giờ mình đọc lộn xộn là instruments hay là instrument. And research method. Method. Một hồi nữa mình sẽ nghe. Nhưng em nhắc nhở chung anh chị là chỗ này mình đọc ơ nhẹ thôi. Nghe chữ ơ nhẹ thôi. Method. 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 Of social science. Social science including monitoring. Survey, and research to understand and predict human behavior. Asserting. Assert. Now. Quả quyết, khẳng định, xác nhận, đúng không? Tôi tin rằng xác định quan hệ công chúng là một nghệ thuật ở nghĩa rộng widest sense is useful. Được chưa? Rồi các anh chị nghe và lặp lại. Science is not specific enough. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills, along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research, to understand and predict human behavior. This Chúng ta nghe đi, nghe lại, rồi lặp theo đúng như giọng, phát âm, dấu nhấn, trọng âm của họ. Rồi giờ chúng ta tự đọc, đúng không? Tại lúc này là mình tự bơi đó. I believe asserting that PR season arts in its widest sense is useful since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including
monitoring, surveys, and research to understand and predict human behavior. Cố gắng đọc một cụm vậy các anh chị là nó mới hay. Nhiều anh chị là đọc đúng, em rất mừng. Nhưng nếu chúng ta đọc như vậy nữa thì nghe nó nhịp nhàng hơn. Em đọc lại, các anh chị đọc theo. But I believe, asserting that PR is an art in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, survey, and research to understand and predict human behavior. Rồi, mình đọc nhiều thôi, mình học nhiều, mình chắc là ok. Rồi, thế rồi, các anh chị đọc giùm em nha. Ok. Rồi. Nãy giờ, đầu giờ tới giờ em nhắc lại bài nội dung hồi sáng và chúng ta cũng đi đến một kỹ năng quan trọng, đối với em là cực kỳ quan trọng, đó là nghe. Listening. Các hoạt động em giới thiệu ở đây. Listen and write the words or the phrases you hear. Nếu chúng ta chưa viết được, thì em đã mở lên, em đã đọc cho các anh chị rồi đúng không? À, hy vọng rằng anh chị đã hiểu được 70-80% là được rồi. Không? Bởi vì chúng ta không có dịch nha các anh chị. Nếu chúng ta dịch không thì chúng ta sẽ học cái môn gọi là môn dịch. Môn dịch mình không cần phải phát âm cho nó hay, mà chúng ta có cái nghĩa nó hay là được. Rồi. Sau đó, chúng ta nghe và đọc theo để bắt chước, để đối chiếu với ngữ âm của người ta. À, học ngôn ngữ là quá trình bắt chước là chính. Sau đó các anh chị tự đọc cái đoạn văn cho riêng mình. À, làm tới làm lui ha. À, làm tới làm lui. Nếu các anh chị theo em á, cái công việc sau đây rất hiệu quả. Hiện nay ở trên mạng có rất là nhiều cái kênh theo em là đơn giản nhưng rất hiệu quả. Giả sử như em thường lên YouTube, như này em dạy giao tiếp, em dạy IELTS hay là em dạy các chương trình, em đều yêu cầu họ luyện nghe nói, luyện đọc, bởi vì mình không có thói quen để giao tiếp thường các anh chị. Reading to practice pronunciation. Nếu các anh chị đánh vào chữ reading to practice pronunciation. Reading practice to improve your pronunciation in English. À, mình nghe người ta đọc từ cơ bản, từ chậm đến cao, từ nhanh. They are called Owen and David. Owen is... Mình nghe họ đọc, mình lập theo. 20 and he's at university. David is 16 and he's at school. Like me. I have two grandmothers and one grandfather. My other grandfather is dead. I have one uncle and one aunt. My aunt Janet is my mother's sister.
They have two daughters. Rosa is 10 and Gemma is 14, like me. They are my cousins. Rồi bây giờ mình mở lại. À, lúc này mình tắt âm đi, mình đọc giống như họ gợi ý đó, thì cái tốc độ ngữ điệu nó cũng giống như thế. Dacon, Arvin and David. Arvin is 20 and he's at university. David is 16 and he's at school, like me. I have two grandmothers and one grandfather. My other grandfather is dead. I have one uncle and one aunt. My aunt Janice is my mother's sister. They have two daughters. Rosa is 10 and Gemma is 14, like me. They are my cousin. Những kỹ thuật mà em chia sẻ với các anh chị là được chia sẻ rất là rộng rãi và em nhận thấy rằng hiệu quả, nên được áp dụng. Các anh chị nào thấy mình cần luyện tập gì thêm thì mình luyện tập thêm. Nó có nhiều lắm ha, từ trang số mấy trăm nè, 111 nè. Nhưng em không thể giới thiệu hết cho các anh chị đâu. Được chưa? Rồi. À, mình học được nhiều hay nhiều thẩm thấu hay được nhiều, chứ không phải mình vô một bữa tiệc buffet xong rồi mình phải cố gắng ăn hết, ăn đâu có nổi. Được chưa? Rồi. Đây là kỹ thuật mà em rất là kiên trì. Nào. Rồi, tiếp bước theo là các anh chị viết hay là nói sử dụng notes. À, thường nếu mà mình giỏi hơn thì mình nói, còn nếu mình còn chậm thì mình viết. Này. Ok. Rồi. Rồi chúng ta viết rồi, chúng ta cũng đọc tới đọc lui ha, đọc tới đọc lui. Tiếng Anh mà, chúng ta làm nhiều lần nó sẽ thuần thục và nó sẽ trở thành kỹ năng. Được chưa các anh chị? Right. Ok. Đây là một kỹ năng nữa về ngôn ngữ mà em muốn chia sẻ. Qua đó chúng ta có một vài khái niệm luôn mà em khẳng định thường rất hỏi, đó là PR is an art and PR is a science. Được chưa? Rồi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi. Các anh chị nghỉ giải lao tí xíu đi. Nghỉ tới 3 giờ 45. Mình học tới khoảng tầm tối đa là khoảng 4 giờ rưỡi ha các anh chị. Và 4 giờ rưỡi mình nghỉ. Được chưa? Dạ thầy. Okay. Dạ thầy. Mà anh cũng nghỉ giải lao.